Chào các bạn, đây là bộ bài mạ vàng ở bên mình. Đó, hộp rất là đẹp. Kích thước khoảng 9 phân này, 9 x 6. Mình sẽ khui cho các bạn xem nhé. Rồi. Bài rất đẹp các bạn nhé. Bài này thì đây là lớp nhựa này, bằng nhựa nhé, và có thể chống nước. Bài rất cứng, rất là mềm. Đó, bắn đi luôn. Đó. Mình đảm bảo là chống nước nhé các bạn nhé. Đó. Bài rất là đẹp. Mua một lần là có thể dùng rất là lâu.